Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân vừa có văn bản trình Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nếp An Giang. Theo đó, cây nếp được nông dân huyện Phú Tân sản xuất từ rất lâu, hình thành vùng chuyên canh và đã tạo ra sản phẩm hàng hóa với số lượng lớn, đồng thời là điều kiện thuận lợi khi triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để tạo sản phẩm nếp đồng nhất, số lượng lớn. Từ sau năm 2003, diện tích sản xuất nếp đã trên 50% diện tích gieo trồng và hiện nay trên 90% diện tích canh tác nếp với hai loại giống chủ lực CK92 và CK2003. Sản lượng nếp mỗi năm đạt gần 400.000 tấn. Nếp Phú Tân có hương thơm đặc trưng, dẻo, được nhiều người đánh giá cao và ưa chuộng. Hiện nay, sản phẩm nếp của tỉnh An Giang nói chung và sản phẩm nếp của huyện Phú Tân nói riêng đang được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với tiềm năng phát triển tốt. Tuy nhiên, việc nhận biết thương hiệu còn hạn chế, những điểm khác biệt của nếp Phú Tân hay nếp An Giang chưa được nhấn mạnh nên chưa tạo điều kiện để chinh phục thị trường trong nước và quốc tế. Do đó, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân có văn bản trình Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao quyền sử dụng và khai thác giống nếp An Giang cho đơn vị có chức năng để thực hiện các bước tiếp theo trong việc xây dựng phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nếp An Giang.